Chào mọi người, tôi là Lê Danh. Hôm nay là tôi lại tiếp tục vô cái khu vực Hồ Kim Long để giới thiệu một miếng đất mà cũng gần ở đây mà hồi đó giờ họ không có kêu bán, bây giờ họ bán. Bây giờ trước mắt là tôi sẽ trình bày cái quang cảnh xung quanh lại của cái khu vực Hồ Kim Long cho mọi người hình dung như thế nào. Đó, ở bên này là ba sào máy họ mua rồi đó, họ đang phát quang đó, mọi người thấy không? Đó, tôi sẽ giới thiệu sơ lược. Và cái miếng đất mình đó là nằm ở đằng kia, chút nữa tôi sẽ quay cụ thể. Bây giờ tôi quay cái cảnh thiên nhiên trước cho mọi người hình dung. Đó, cái miếng đất nè, đối diện của mình, miếng đất mình nằm bên kia. Còn miếng đất này ngày ba sào máy họ mua rồi, họ đang phát quang. Đó, đây là toàn cảnh của cái hồ Kim Long cho mọi người hình dung về cái vẻ đẹp thiên nhiên cái đã, rồi mình nói về trọng tâm về miếng đất sau. Đó, cái hồ này rất là rộng nha mọi người. Đi xuống cái hồ luôn cho mọi người coi cho nó rõ ràng. Đó, bên kia là khu dân cư, đằng kia là có cái đường nhựa nhà nước làm cái đập đằng nhựa xa xa đó. Đó, toàn cảnh cái hồ của mình đây. Hôm nay là tôi không có quay dắt dưa rất chiều mà tôi quay buổi sáng sớm. Giờ này mới có 7 giờ thôi, 7 giờ hơn thôi. Tôi quay để đón cái ánh sáng nó vừa phải cho nó đẹp. Ở chỗ này á là cần thủ, tại có hàng cừ bóng mát nè, là cần thủ ngồi rất là nhiều. Nhưng bữa nay tôi vô sáng sớm, không khí trong lành mát mẻ, thành ra tôi quay là chưa có ai hết. Đây, dãy xà cừ đây. Đây, bây giờ tôi giới thiệu cho mọi người là mấy miếng đất ở đây. Đất của mình là toàn bộ là hướng tây hết nha, cách cái đường nhựa nông thôn nó 300 m, cách cái đường liên xã liên huyện Kim Long Lăng Lớn là 1 cây số, cách trung tâm thị trấn Kim Long là 4 cây rưỡi, tôi nói chính xác luôn. Rồi, để mở đầu là miếng thứ nhất với diện tích đó là 1.500 m. Đây, từ cái cột này đi qua sát cái bờ tường của cái miếng mà kỳ tôi quay đó, là cái miếng này nè, hai sào tám này nè, là 11 m. Rồi đi vô, bờ ranh bên này đi qua đây, mặt tiền của mình được bê tông là 11 m. Đó, cái hàng cọc này nè, đi thẳng vô. Đó, từ đây nè, đi qua sát bờ tường nó 11 m, đi thẳng vô khoảng 47 m là quẹo xuống chữ L. Tôi nói rõ vậy nha, đất này là đất đỏ nha mọi người. Đó, đó, hàng cọc này mọi người thấy không? Rồi tới đây khoảng 47 m. Rồi tới đây là đi qua bên kia
tới đây đó bắt đầu quẹo xuống dưới anh là của mình nó giáp ranh đó, cái hàng cọc này mọi người thấy không, vô tới đây là bắt đầu đi thẳng xuống đó sát mí hồ là mình được 28 mét dập mặt tiền giáp hồ nó chữ L á. Đó, thẳng xuống giáp hồ dãy xà cừ luôn, thẳng hoàn kia giáp hồ được 28 mét. Chủ kêu bán với cái giá là 1 tỷ 7 có bớt giấy tờ đó, mình đứng trên cao này, cái miếng của mình là chữ L nè, trên xuống hồ nè có dãy xà cừ nè, còn cái miếng này vuông vức hết là lúc trước chủ kêu nói là bán với cái giá 2 tỷ 7 diện tích là hai sào đó, mặt tiền giáp hồ đó và tự cục đó chạy dài dài cho tới mấy hàng rào kia luôn, rồi chạy từ đó chạy lên luôn khoảng được 40-50 mét mặt tiền bê tông đó. Còn mặt tiền này thì dài, miếng này thì vuông vức hết, họ kêu giá là 2 tỷ 7 mà bây giờ có công việc thành ra họ là hạ giá xuống là 2 tỷ 6. Mà nếu người nào có thiện chí giao dịch có thể là bớt xuống nữa để cho người có thiện chí đó, tôi muốn nói rõ đó, cái miếng cuối cùng này nè là giáp hai mặt tiền, một mặt tiền bê tông đó lên tới đây luôn, giáp lại miếng này, miếng sào rưỡi này khoảng là 40-50 mét, và từ cái miếng đó, từ cái miếng góc sà cừ cuối cùng đó, chạy dài xuống đây tới kia luôn cũng phải là 40 mấy mét đó. Cái miếng này là cái miếng sát hồ này là vuông vức hết, là dãy xà cừ đó của mình luôn nha, cái dãy xà cừ này nè. Đó thì tôi quay toàn cảnh của hai miếng đất này để cho mọi người hình dung cái vẻ đẹp thiên nhiên của cái hồ Kim Long, đồng thời là tùy theo ngân sách của mình muốn có một miếng đất mà nó có cái cảnh vẻ đẹp của sông núi hồ nước thì mình về đây mình giao dịch. Ở bên đó, đó họ đang cải tạo đó, họ mua rồi 3 sọc mấy. Ở đây á, thì ra ngoài đường liên xã liên huyện rất gần, trong vòng cây số thôi, còn chỉ cách cái đường giữa nông thôn dân cư ở trên này có 300 mét thôi, chúc tôi chạy ra cho mọi người hình dung. Mà ở đây cũng còn một miếng phía trên này nữa nè, một sào hơn sào bán 900, rồi một miếng mấy trăm mét bán 600 mấy nữa. Mọi người cứ về đây đi rồi tùy theo vị trí rồi ngân sách của mình mà mình lựa chọn một miếng đất để phù hợp với ngân sách của mình, có cái view hồ đẹp. Còn cái hai sào tám mà xây dựng rồi hết rồi đó thì họ tạm ngưng á, tại cái dịch vụ nó những hạng mục nó phát sinh nhiều quá, thành ra bây giờ họ kêu lại là 3 tỷ 2 thì có thương lượng, thì đó tôi nói rõ gì đó. Đây từ hai miếng đất sát hồ này luôn, hai miếng này là sát hồ nhất luôn. À, tôi chạy ra đường cho mọi người coi cho nó rõ ràng. Miếng hai sào tám này bữa hôm tôi quay đó, bây giờ hạng mục nó phát sinh nhiều quá, bây giờ họ kêu 3 tỷ 2 đó, để đó mình về đây đi, mình có sự lựa chọn, ở đây còn nhiều miếng có thể phù hợp với ngân sách của mình để có một miếng đất view hồ. Đây là đường dây điện đồ vô hết rồi, tối là có đèn đường luôn đó, mọi người thấy đèn đường không?
thôi, dân cư người ta ở đó. Rồi chạy từ dưới hồ của mình chạy lên 300 mét thôi, đường bê tông là lên tới đường nhựa nông thôn rồi mà mọi người. Rồi đây rồi từ đất view hồ của mình chạy ra đường liên xã liên huyện Kim Long Lăng Lớn chỉ có một cây số thôi. Đây là đường liên xã liên huyện Kim Long Lăng Lớn, ở đây là về Lăng Lớn là 6 cây số nha. Bên tay này, bên hướng ngược lại này, bên trái của tôi là về ngay trung tâm thương mại Kim Long 3,5 cây số. Tôi nói chính xác là về chúng ta ngay trung tâm thương mại luôn, chạy thẳng đường này là ra ngay trung tâm thương mại ngay chốc luôn chứ không có chạy đâu nữa, là 3,5 cây số. Mà cách đây cây số là có ngã tư mà dân ở đây thường gọi là ngã tư quốc tế đó, đó ngã tư quốc tế là 56B gì đó, là chỗ đó là trường học đầy đủ hết đó. Trường học là mấy cái trường học rồi của chỗ là tiện ích đầy đủ, chỉ trong vòng cây số thôi. Rồi ai quan tâm đến những lô đất view hồ này, điện thoại cho cháu Dư để nói rõ vị trí cụ thể hơn. Xin cảm ơn mọi người. Chào mọi người, mình là Phạm Vũ Dư đây. Nãy giờ là chú Lê Trên có quay cho anh chị xem một cái rất là hai cái miếng đất giáp hồ Kim Long. Hồ Kim Long thì quá đẹp rồi. Chỗ này mình đã từng quay rồi anh chị ha. Nhìn cái hàng xà cừ xanh mát mà những cái cần thủ mà họ hay đi câu cá, đúng lý tưởng luôn. Câu cá mà nó mát rượi. Rồi bây giờ mình cho anh chị xem sổ nha. Cái sổ đầu tiên là cái miếng hình chữ L, miếng gần 1,5 sào, chính xác là 1.470 m², thuộc địa chỉ Kim Long, xã Kim Long, chuẩn bị là thị trấn ha, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Miếng này là 1.471 m², gần 1,5 sào, toàn bộ đó trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư. Thì miếng này là anh chị, đây hình dáng nó nè, được hơn 10 mét mặt tiền đường bê tông, chạy dài xuống và nó kéo chữ L ra. Rồi là đây là anh chị hồ Kim Long ha, sở hữu được gần 28 mét mặt tiền đường, mặt tiền hồ Kim Long đó. Rồi cái miếng tiếp theo đó anh chị, miếng tiếp theo là miếng này nè, là giáp toàn bộ Kim Long luôn, miếng 2 tỷ 2 tỷ. Miếng này thì là 1 tỷ 7 anh chị ha. Rồi đây cái miếng này là mình nói đó, tức là cái miếng vừa rồi á là nó như đây nè, L ra nè. Rồi cái miếng 2,8 mà mình mới quay bán được là cái nguyên đã xây nguyên biệt phủ luôn á, là cũng nó cũng L luôn, tức là L nó cặp ôm miếng này nè, ôm như nè xuống như nè. Còn cái miếng này là miếng đẹp nhất, là cái miếng giáp với lại nguyên hồ luôn đó. Thì miếng này là 2 sào ha, chính xác là 2.045 m². Đó thì cái miếng này á là chủ đang kêu với cái giá là hồi đó là kêu 2,7 tỷ mà bây giờ là có giảm xuống là 2,6 tỷ rồi. Đó, thì anh chị nào quan tâm thì sẽ còn bớt nữa. Đó, với điều kiện là phải thiện chí, phải đi xuống xem, chứ còn trả giá trên điện thoại là chủ không có bớt đâu. Đó. Rồi thì hai sổ anh chị ha. Rồi cuối cùng là mình cho anh chị mình xem cái vị trí của miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh ha. Đây là cái hồ Kim Long nè anh chị. Đất mình thì đây, đó, giáp hồ Kim Long ha. Cái mà xe biệt phủ nè, cập nhật trên bản đồ vệ tinh luôn nè anh chị.
mới vừa làm mà trên bản đồ Google Maps nó cập nhật luôn rồi nè. Đây nè, cái 268 nè đã bán rồi nè. Tiếp tục là cái 1,5 sầu là giá tỷ 7 nè, về xong nó ra nó cập không về. Rồi cái miếng mà một miếng 2 sầu mà 2 tỷ 6 á thì nó là nguyên cục này, nguyên 2 xà cừ nè anh chị. Đó, rồi như chú Lê Danh có quay cho anh chị xem từ đường bê tông đi ra ngoài đây đường nhựa nè. Đường nhựa cái mình rẽ trái ha, rẽ trái đi thẳng luôn là sẽ ra tới đường liên xã Kim Long Láng Lớn. Đó, ra tới Kim Long Lớn này đi đi thêm nữa là mình sẽ ra tới trường học nè, rồi trung tâm thương mại Kim Long nè, quốc lộ 26 nè, còn hướng ngược lại là đi về Hồ Chí Minh ha. Đó, thì đây mình đi đi đường Mỹ Xuân ở giao chị ha, tức là từ quốc lộ 51 á mình sẽ rẽ vô ngã ba Mỹ Xuân. Đó, thì mình đi thẳng luôn, mình sẽ gặp đường Kim Long Láng Lớn, hoặc là mình đi đường Kim Long Láng Lớn đi thẳng nữa rồi tới hồ quẹo vô là tới đất. Đó, rất là dễ nha. Ở đây thì cái thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm hơn 70 cây, khoảng tầm 70 cây đó anh chị. Đó. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ xuống xem đi nha. Xuống xem rồi mình gặp chủ mình thương lượng trực tiếp luôn. Đó. Thì anh chị thích miếng nào thì cứ xem miếng đó. Đó, gặp chủ thương lượng miếng đó. Giá thì mình báo rồi ha. Rồi thì ở cái vị trí này thì mình nghĩ là chắc là cũng nhiều người hình dung được rồi, tại vì mình đã quay khu vực Kim Long cũng nhiều rồi. Đó, đường Mỹ Xuân Ngãi Giao thì mình mới nói nhiều rồi á. Thì anh chị nào mà chưa chưa rành á, chưa có biết á thì cứ alo mình sẽ hướng dẫn chi tiết thêm. Đó, thì số điện thoại của mình là 0933 230243. Mình chỉ tiếp người mua chứ không có tiếp môi giới. Còn những anh chị nào mà có nhu cầu muốn quay bán đất vườn hay nhà vườn á thì cũng có thể alo mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi chào anh chị nha.